ngày 28 tháng 2 năm 2018, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức chương trình gặp mặt thanh niên tiêu biểu tình nguyện đăng ký lên đường nhập ngũ năm 2018 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của 300 đoàn viên thanh niên tiêu biểu tình nguyện đăng ký lên đường nhập ngũ đại diện cho hơn 3.450 thanh niên thủ đô nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018. Trong số đó có nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu là cử nhân đại học, đảng viên trẻ hay lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng đã hăng hái tự nguyện viết đơn đăng ký lên đường nhập ngũ. Dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã trao tặng giấy chứng nhận thanh niên tình nguyện đăng ký nhập ngũ và quà tặng lưu niệm cho các bạn tân binh. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.